Vàng tất vàng, hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Đây là trọng tài chính điều khiển trận đấu này, ông Nguyễn Trọng Thư. Các trợ lý của ông Nguyễn Trọng Thư gồm có trợ lý thứ nhất trọng tài Nguyễn Văn Tuyển, trợ lý thứ hai trọng tài Lê Văn Thành, và trọng tài ban là ông Đinh Văn Dũng. Rất nguy hiểm, cầu vào, đã có cơ hội để ghi bàn ngay trong những phút đầu tiên dành cho các cầu thủ chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Một tình huống cứu thua xuất sắc của thủ môn Dương Hồng Sơn cùng với các đồng đội của mình. Vừa rồi Timothy Anzembe cùng với các đồng đội đã có cơ hội để dứt điểm. Cả ba tốt hơn thì trong những phút vừa qua, thế trận đã được cải thiện dành cho đội bóng thủ đô. Rất nguy hiểm, pha khống chế và dứt điểm gọn gàng của Văn Quyết. Tỷ số là 1-0. 1-0 cho cầu thủ Hà Nội TNT ở phút thứ này. Là cả ba cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai là Bùi Trần Vũ, Timothy Anzembe và Đoàn Văn Sắc Đa đều đã có cơ hội ngay ở phút đầu tiên để mở tỷ số của trận đấu. Còn bây giờ chúng ta đang được xem lại pha khống chế bóng và dứt điểm rất gọn ghẽ của Văn Quyết. Nguyễn Hoàng Helio cùng với những cầu thủ khác ở hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Quả bóng biên của Sơn Lộc Đức rất nguy hiểm, và như vậy là tỷ số đã là 2-0. Người ghi bàn là Hoàng Vũ Samson. Tỷ số là 2-0 và chắc chắn Hoàng Vũ Samson là một trong ba cầu thủ của Hà Nội TNT ghi bàn. Ngoài Hoàng Vũ Samson thì hai cầu thủ khác ghi bàn cho Hà Nội TNT là Gonzalo Maronque và Hector. Bàn còn lại dành cho Hà Nội TNT được tính cho tình huống đưa bóng. Felix, Timothy, cơ hội. Timothy đã ngã và sẽ có penalty. Penalty dành cho cầu thủ Hoàng Gia Lai đang cổ vũ rất nhiệt tình cho quả 11m chuẩn bị được thực hiện bởi Timothy Azebe, là một quyết định chính xác của trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Đây là cơ hội để cho Azebe ghi bàn. Azebe chủ nhà Hoàng Gia Lai. Chúng ta cùng xem lại cú sút phạt 11m rất quyết đoán của Timothy Azebe. Thật khó tin khi mà Tân Bình Phan Quảng Ninh lại giành được chiến thắng. Rất nguy hiểm, vừa rồi là một may mắn đối với Hà Nội TNT. Cú sút tầm 1-2 của Timothy Azebe thì tinh thần thi đấu của Hoàng Gia Lai đã được cải thiện rất nhiều. Chúng ta đang được xem lại cú đánh đầu dội sáng ngang rất đáng tiếc của Timothy Azebe. Biệt vẫn chỉ là một bàn và hy vọng là vẫn còn đối với cầu thủ chủ nhà. Nguy hiểm, một tình huống không ăn ý giữa thủ môn và sầy áp vàng và các hậu vệ, và giúp cho cầu thủ Hà Nội TNT đã có được bàn thắng thứ ba. Sự ăn ý với những người đồng đội của mình. Có lẽ là bóng đã hơi chạm vào chân của cầu thủ mang áo số 39 Hoàng Vũ Samson bên phía Hà Nội. Đến thời điểm này thì có thể khẳng định chắc chắn là chiến thắng đã thuộc về phía các cầu thủ Hà Nội TNT. Văn Quyết, khung thành đã bỏ trống. Văn Quyết, tỷ số là 4-1 rồi. Đây là cú đúp của Văn Quyết trong trận đấu ngày hôm nay. Anh chính là người ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu, và có lẽ anh cũng chính là người ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu